Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato Bây giờ chúng ta học tiếp bài kinh số 8, kinh Đoạn Giảm. Bài kinh này cũng gần hết rồi, chỉ còn một đoạn ngắn thôi. Chúng ta tiếp cái đoạn trước, giải thích cho cái lý do tại sao mà ở trong kinh Đức Phật nói là giống như một người rớt xuống dưới cái hố, xuống dưới cái bùn lầy ấy, thì không thể tự mình kéo mình lên được, chuyện đó không thể có. Cũng vậy đó, cái người mà không tự mình nhiếp phục, không tự mình huấn luyện, không tự mình hoàn toàn giải thoát, mà có thể giúp cho tự mình được nhiếp phục, tự mình được huấn luyện, tự mình được hoàn toàn giải thoát, thì chuyện đó không thể xảy ra. Sư nhắc lại bữa hôm trước sư đã giải thích ở đây đó, nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên đó, là bản thân mình, miệng mình nói là muốn giải thoát mà lòng mình không chịu ly dục, thân không chịu ly dục, tâm không chịu ly dục, thân không giữ giới của thân, tâm không giữ giới của tâm, mà miệng thì đòi giải thoát, thì giải thoát cái kiểu gì? Đó là lớp ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là được nói đến ở trong chú giải, tức là đó, những vị pháp sư, ví dụ như sư khi giảng pháp là những vị sứ giả của Như Lai, sứ giả của Đức Thế Tôn, truyền lại lời dạy của Đức Thế Tôn, truyền lại những lời của một vị giác ngộ đến với quý vị. Cho nên nếu như quý vị có thể nương nhờ đó mà đạt được sự giải thoát giác ngộ, thì đó không phải là do sự giác ngộ của cá nhân vị sứ giả đó, mà do sự giác ngộ của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta cần phải hiểu hai lớp ý nghĩa như thế để tránh một loại hiểu lầm dẫn đến tà kiến là anh không chứng thiền, anh không chứng thánh thì anh không được dạy đạo người khác, thì cái đó là sai lầm. Rồi chúng ta tiếp ở trong cái đoạn đó, chú giải có giải thích người thế nào là người không tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát. Thì người mà không tự mình nhiếp phục đó chính là người chưa từ bỏ được kiêu ngạo và ương ngạnh. Thì người như vậy giống như một con ngựa trứng, giống như một con voi trứng, không thể lắng nghe lời dạy một cách đúng đắn được. Bởi vì khi mà giảng dạy, trong đó bao gồm là dạy những cái mới và sửa những cái sai lầm, mà nếu như chúng ta cứng đầu khó dạy, không được thuần phục, khi chúng ta nghe nhắc đến những sai lầm của mình thì chúng ta sẽ nổi sân, chúng ta sẽ trở nên có một trạng thái là cứng đầu cứng cổ, nói không nghe.
thì như vậy chúng ta không thể tiếp thu được lời dạy. Cho nên để lắng nghe được, chúng ta phải từ bỏ cái trạng thái gọi là kiêu ngạo và ương ngạnh. Rồi cái thứ hai, người không được huấn luyện ở đây là người không có được biết, chưa được học về luật. Nghĩa là vị này sống như là một người hoang dã, không có nề nếp, không biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đi đứng nằm ngồi ra làm sao, thế nào là bổn phận của mình, thế nào là phạm giới, thế nào là không phạm giới. Thì như vậy á, vị đó sẽ sống một cuộc đời hoang dại và rất khó lòng để lắng nghe được chánh pháp. Rồi người không được hoàn toàn giải thoát có nghĩa là người chưa chấm dứt phiền não. Khi mà phiền não chúng ta chấm dứt chúng ta mới gọi là người giải thoát. Còn khi phiền não của chúng ta vẫn còn đó thì chúng ta chưa được gọi là người hoàn toàn giải thoát. Cho nên tóm gọn lại, một loạt những pháp thiện được Đức Thế Tôn nói ở trong bài kinh này thì như ví dụ như là sự vô hại nè, sự bất hại vân vân, đó là nhân của pháp đoạn giảm. Bởi vì nó thanh lọc và cắt đứt các pháp bất thiện tương ứng. Nhờ những cái pháp thiện này mà chúng ta từ bỏ được sự vi phạm giới luật, chúng ta từ bỏ được sự sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục vân vân, chúng ta từ bỏ được sự cứng đầu, sự khó dạy, chúng ta từ bỏ được sự cố chấp, sự ngã mạn vân vân. Cho nên tất cả các pháp thiện này nó là nhân giúp cho chúng ta đi đến việc giảm bớt những cái phàm, giảm bớt những ác bất thiện của nội tâm. Từ đó chúng ta có thể đi đến sự giải thoát giác ngộ. Hơn nữa, các pháp thiện mà được nhắc đến trong bài kinh này, khi chúng ta thực hiện thì nó sẽ là nhân cho cái tâm sanh khởi các pháp thiện. Ví dụ như khi chúng ta chủ ý không có sát hại chúng sanh thì nó sẽ làm nhân cho chúng ta suy tư làm sao để mình không sát hại chúng sanh. Nó là nhân để cho chúng ta suy tư về các pháp thiện. Các pháp thiện được nhắc tới đó, nó là nhân của sự thoát khỏi các pháp bất thiện. Khi mà quý vị giữ giới đủ lâu thì cái chuyện mà mình phạm giới đó, nó sẽ trở nên rất khó khăn. Nó có hai cái lý do. Lý do đầu tiên, khi chúng ta giữ giới một cách thuần thục rồi, tức là mình giữ giới một cách thường xuyên, mình sống trong một trạng thái trong sạch rất thường xuyên, một ngày nào đó mình muốn phạm giới nó cũng khó, nó khó chịu lắm. Giống như bây giờ mà quý vị kêu sư lột cái y ở trần đi vòng vòng ở ngoài đường không ai thấy nghe, nó kỳ cục lắm, chịu không nổi. Quý vị cũng vậy, khi mà chúng ta thực hành các pháp thiện riết, nó quen, nó trở thành cái nhân cho việc thoát khỏi các pháp bất thiện. Từ đó đó, khi mà chúng ta gặp cái trường hợp mà chúng ta, nó khuyến khích chúng ta phạm giới, tự nhiên là chúng ta sẽ tránh cái chuyện. Rồi cái thứ hai, cái này là chỉ có những ai chịu giữ giới, chịu thực hành, chịu làm các thiện nghiệp, tức là các thiện nghiệp được Đức Thế Tôn nhắc tới cho trong cái bài kinh đoạn giảm này đó,
Với những ai mới tới đây ngồi nghe pháp lần đầu thì sư chỉ ví dụ như là chuyện giữ gìn năm giới nha. Rồi chúng ta nỗ lực bố thí nè, nỗ lực nghe pháp vân vân. Khi chúng ta làm nó đủ nhiều trở thành một thói quen, và nếu như quý vị đủ phước, một hôm nào đó mình muốn làm ác, tự nhiên không chuyện này cũng chuyện khác nó cản mình làm ác. Đừng nói cái chuyện là mình khó giữ giới, không. Cái này sư gọi là muốn phạm giới thì cũng có, nói nó hơi tâm linh là những thế lực siêu nhiên cản mình phạm giới. Kinh khủng chứ. Chỉ những ai có thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, cụ thể là những lời dạy trong bài kinh đoạn giảm này, quý vị thực hành đi. Một năm, ba năm, năm năm, rồi sẽ tới một lúc mình muốn làm ác cũng làm không được. Thứ nhất là tâm mình không muốn. Tâm mình không muốn làm ác là thứ nhất. Thứ hai, nếu như do phiền não, sư nói là do phiền não nha, mình muốn làm ác cũng làm không được. Sư lấy ví dụ, một hôm nào đó mình kẹt tiền, tự nhiên là mình nảy lòng tham, mình muốn ăn trộm. Khi mình chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi đó, coi như là mình chuẩn bị để mà mình ăn trộm, thì một là tự nhiên là có công ăn việc làm, là mình bận bịu, mình không thể đi ăn trộm được. Hai, có một sự cố nào đó làm cho mình phải tạm hoãn cái chuyện mình đi ăn trộm. Ba, ra đường tự nhiên thấy hôm nay công an đông quá, không ăn trộm được. Mà bốn, tự nhiên ra đường gặp tai nạn vớ va vớ vẩn cũng không ăn trộm được. Thứ năm là có khi mình ăn trộm cho đã rồi đó, mới phát hiện ra cái tiền đó tiền mình để quên, chứ không phải tiền của người ta. Rồi cũng có khi mình chuẩn bị ăn trộm, tự nhiên có người tới cho tiền mình. Tức là nó sẽ có đủ mọi cách để mà mình không làm ác, với điều kiện bây giờ mình phải làm thiện, mình sống thiện. Tin sư đi nha, tin sư đi. Nó có một pháp ngăn ngừa chúng ta làm ác, đó chính là hãy nỗ lực làm thiện. Quý vị sống thiện từ bỏ cái ác, quý vị sống thiện một năm, ba năm, năm năm, sư không nói nhiều đâu, chừng đó năm tới hồi mình muốn sống bất thiện nó khó lắm. Còn bây giờ mình muốn sống thiện nó khó là do chúng ta chưa có thực hành tới nơi tới chốn. Chính bởi vì như vậy á, các pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy ở đây nó là nhân của sự cao thượng, bởi vì nó là pháp đưa chúng ta đi lên và đưa chúng ta đi ra, cho nên nó là nhân của sự cao thượng. Và các cái pháp thiện này á, nó là nhân cho việc dập tắt phiền não do chúng ta dập tắt bất thiện. Đời sống cư sĩ nói nó hơi kỳ, chứ chúng ta làm bậy nó nhiều quá rồi đó, cho nên là mình có làm chút xíu gì mình không thấy nó khó chịu ở trong người. Chứ nếu như mà quý vị sống thiện nhiều, khi mình chuẩn bị mình nói dối thôi nha, sư ví dụ chuẩn bị nói dối thôi, nó ngượng miệng, tự nhiên mình mở miệng không được, nó ngượng miệng. Rồi khi mà mình lỡ mình nói dối rồi đó, nó khó chịu trong người đó.
mà chúng ta gọi nó là phiền não. Nó giống như một người mà tắm rửa sạch sẽ, họ gặp một chút xíu bụi bẩn, một chút xíu nước dơ, thí dụ như là nước tương, nước mắm mà nó bắn lên người á, họ khó chịu lắm, họ phải đi tắm, đi giặt đồ liền chứ không có để đó được. Còn khi mà mình lăn lộn ở ngoài đường, bụi bặm dơ bẩn, thậm chí mình làm những nghề mà phải chui xuống những cái môi trường ô nhiễm như là hút rác nè, như là dọn dẹp vệ sinh môi trường nè, khi đó lỡ có một hai giọt nước tương nước mắm mà dính vô người cũng chẳng sao chứ. Cho nên khi mà chúng ta sống thiện nhiều, nó sẽ dọn, nó dọn các pháp bất thiện ra khỏi tâm của chúng ta. Từ đó đó, hễ mà mình chuẩn bị làm cái gì nó bất thiện, nội tâm của mình nó sẽ khó chịu, nó phản ứng, mình gọi là dị ứng với pháp bất thiện. Còn khi mà chúng ta không thực hành thì chúng ta không có được cái này. Chính bởi vì như vậy đó, các pháp thiện được Đức Thế Tôn dạy ở trong bài kinh này, nó là nhân dập tắt các phiền não. Do chúng ta không còn làm ác nữa thì chúng ta cũng không còn phiền não nữa. Thành ra là có đôi khi chúng ta bị phiền não, thì một trong những phương pháp đối trị với cái phiền não của mình là chúng ta nhìn lại nội tâm của mình, nhìn vào phiền não đó, rồi hỏi nó từ đâu mà có. Nó có phải là xuất phát từ một nội tâm bất thiện hay không? Hỏi nó, cái phiền não mà mình đang chịu nè, từ đâu mà có? Rồi từ đó đó, chúng ta tự có phương pháp thoát ra khỏi phiền não bằng các pháp thiện tương ứng. Và cuối bài kinh, Đức Thế Tôn dạy: này Chun Đá, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm. Vì lòng thương tưởng cho các người, có nghĩa là sao? Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn, tất cả những gì Ngài có thể làm cho chúng ta, Ngài đã làm hết rồi. Ngài đã giảng dạy cho chúng ta phương pháp để đoạn trừ đau khổ, đi đến hạnh phúc. Ngài đã hướng dẫn chúng ta vì lòng đại bi, Ngài đã nói hết rồi. Việc còn lại là việc của mình. Sau khi nghe pháp xong, việc của chúng ta chính là thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn để đi đến sự đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nhớ giùm sư, tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn, tất cả những bài kinh, đặc biệt là trong kinh Trung Bộ, tất cả đều là phương pháp để thực hành. Chỉ cần quý vị chọn lấy một bài kinh mà quý vị cảm thấy là mình ưa thích, rồi chúng ta tụng đọc nó mỗi ngày, rồi chúng ta đem nó ứng dụng vào đời sống, thì đều hoàn toàn có thể đi đến sự chấm dứt khổ đau và sự giác ngộ giải thoát. Tất cả các bài kinh chỉ là tùy thuộc theo cái trí của mình, nó tới đâu, mình hiểu bài kinh tới đâu. Nếu như chúng ta hiểu một cách rốt ráo, chúng ta thực hành một cách rốt ráo, thì sự chấm dứt khổ nằm ngay trước mắt chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta căn tánh khác nhau, khuynh hướng tâm lý khác nhau, sự mong cầu khác nhau, sự phiền não khác nhau,
Cho nên chúng ta mới cần những bài kinh khác nhau. Để chi? Để từ trong đó chúng ta rút ra được bài học phù hợp nhất với chính mình. Đó là lý do chúng ta có lớp kinh Trung Bộ. Và chúng ta qua bài kinh tiếp theo là kinh Chánh Tri Kiến, bài kinh số 9, Samma Ditthi Suttang. Xin thưa với quý vị, bài kinh số 9 và bài kinh số 10, tức là kinh Chánh Tri Kiến và kinh Tứ Niệm Xứ, là hai bài kinh đặc biệt quan trọng đối với chúng ta. Đương nhiên kinh của Phật thì kinh nào cũng quan trọng, nhưng mà hai bài kinh này là hai bài kinh rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. Và nếu như chúng ta xét trong chú giải là hai bài kinh mà chú giải nói nhiều nhất, nói rất nhiều. Và chúng ta cũng phải cần có sự chuẩn bị. Ở trong bài kinh Chánh Tri Kiến, Ngài Xá Lợi Phất sẽ hướng dẫn cho chúng ta có được một cái nền tảng tri kiến về chánh pháp. Và bài kinh Tứ Niệm Xứ là sẽ đi đến sự thực hành cực kỳ quan trọng. Cho nên hai bài kinh này, một bài kinh là đại diện cho pháp học cũng đúng, mà một bài kinh là đại diện cho pháp hành cũng đúng. Thành ra là hai bài kinh số 9 và số 10 này đó, chúng ta ráng học đều ha, đừng có bỏ lỡ. Riêng bài kinh số 9, như sư đã nói, nó gần như có thể đại diện cho pháp học. Cái vị trí của nó tương đương với kinh Thập Thượng và kinh Phúng Tùng của Trường Bộ. Cho nên là chúng ta cần chuẩn bị một số cái nền tảng giáo lý. Cái nền tảng ở đây sư nói là nền tảng về A Tỳ Đàm, để chúng ta có thể hiểu bài kinh này một cách thoải mái. Và sư biết, mặc dù là sư đã rất nỗ lực và nói rất nhiều là chúng ta nên học A Tỳ Đàm, thì rất nhiều trong số những người có mặt ở đây vẫn chưa chịu mở danh sách phát A Tỳ Đàm căn bản của sư ra để mà xem. Mà khi chính bởi vì như vậy đó, cho nên là ngày hôm nay, trước khi sư bắt đầu, thì sư sẽ hướng dẫn quý vị những kiến thức cần biết căn bản về A Tỳ Đàm, để chúng ta có thể học bài kinh Chánh Tri Kiến một cách thuận lợi. Cái kiến thức này chúng ta sẽ áp dụng vào khoảng giữa bài kinh, tức là tới cái phần tứ thực thì chúng ta mới bắt đầu áp dụng. Nhưng mà sư sẽ hướng dẫn trước để cho cái chuyện học của chúng ta được liên tục. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần ôn lại về 12 duyên khởi nha. Quý vị nghe nè, do không biết về bốn đế, tức là không biết sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ, cho nên chúng ta làm các việc thiện ác. Do chúng ta làm các việc thiện ác, cho nên chúng ta đi đầu thai. Chính bởi vì chúng ta đi đầu thai, cho nên chúng ta mới có thân và có tâm. Chính bởi vì chúng ta có thân và có tâm, cho nên chúng ta mới có các giác quan và các đối tượng của các giác quan. Chúng ta có các cửa ngõ để đón mở các giác quan. Và chính bởi vì chúng ta có các giác quan,
cho nên chúng ta mới có sự tiếp xúc với các cảnh. Chính bởi vì chúng ta có sự tiếp xúc với các cảnh, cho nên chúng ta mới có các cảm thọ thích hoặc ghét. Chính bởi vì chúng ta có các cảm thọ dễ chịu hay khó chịu đó, cho nên chúng ta mới đi đến cái trạng thái tâm lý đó là thích hay ghét. Chính bởi vì chúng ta có sự thích hay ghét, cho nên chúng ta mới có sự dính mắc. Chính bởi vì chúng ta có sự dính mắc, cho nên chúng ta mới phản ứng bằng các nghiệp thiện ác. Chính bởi vì chúng ta làm các nghiệp thiện ác, cho nên chúng ta đi đầu thai. Mà chính bởi vì chúng ta đi đầu thai, cho nên chúng ta mới phải đối diện với già, bệnh, chết, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được. Đó. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái vòng tròn duyên khởi. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Đây là cái mà chúng ta bắt buộc phải học thuộc lòng. Nhớ nha, vòng tròn duyên khởi là cái chúng ta phải học thuộc lòng. Để đụng chuyện là chúng ta xài liền. Rồi bây giờ đó, quý vị nhìn vào cái vòng tròn duyên khởi, nghe lại sư giải thích, thì quý vị sẽ thấy đó, thì ra cái lý duyên khởi nó vận hành như thế. Đây là cách giải thích ở trong Milinda Panha, chứ không phải do sư chế ra ha. Tức là do chúng ta không biết bốn đế là vô minh, không biết cái gì là khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, cho nên chúng ta làm các nghiệp thiện ác, vô minh duyên hành. Do chúng ta làm các nghiệp thiện ác, cho nên chúng ta mới đi đầu thai, hành duyên thức. Do chúng ta đi đầu thai, cho nên chúng ta mới có thân và có tâm, thức duyên danh sắc. Do chúng ta có thân và có tâm, cho nên chúng ta mới có sáu căn và sáu cảnh, danh sắc duyên lục nhập. Do chúng ta có sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, cho nên tóm gọn là gọi là các giác quan và đối tượng của các giác quan, cho nên các anh này nó mới gặp nhau, lục nhập duyên xúc. Khi các anh này ảnh gặp nhau đó, mắt thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy tư, chúng ta mới có các cảm thọ dễ chịu hay khó chịu. Xúc duyên thọ. Khi chúng ta có các cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, chúng ta mới có thích và ghét, thọ duyên ái. Bởi vì chúng ta có thích và ghét, cho nên chúng ta mới có sự dính mắc. Ghi nhớ ái duyên thủ. Chính bởi vì chúng ta có sự dính mắc, cho nên chúng ta mới phản ứng lại bằng các nghiệp thiện ác, thủ duyên hữu. Chính bởi vì chúng ta làm các nghiệp thiện ác, cho nên chúng ta lại tiếp tục đi đầu thai, hữu duyên sanh.
Chính bởi vì chúng ta đi đầu thai cho nên chúng ta lại phải chịu cảnh già, bệnh, chết, vân vân. Sanh duyên ưu bi lão tử. Như vậy thì quý vị đã có thể hiểu được 12 nhân duyên. Tuy nhiên cần phải học thuộc lòng. Học làm sao mà mình đụng một cái là mình có thể đọc lào lào liền: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục, nhập lục duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, duyên sanh, sanh duyên, sanh duyên ưu bi lão tử. Thuộc như vậy, thuộc như thuộc bản cửu chương nha. Người Phật tử là phải học thuộc 12 nhân duyên. Và định nghĩa, định nghĩa thì sư vừa nói xong, sư đã giải thích xong, quý vị có thể hiểu được ha. Thì cái 12 duyên khởi này đó, nó là bước đầu tiên chúng ta phải nắm để chúng ta học đạo đó, áp dụng vô xài được. Đặc biệt là ở trong bài kinh sắp tới là mình sẽ phải cần tới nó. Nhớ, cho nên nhớ đánh dấu về học thuộc lòng. Ai chưa thuộc thì đánh dấu về học thuộc lòng. Cái tiếp theo á, cái này mới là nó phê, là 24 duyên hệ. Thì 24 duyên hệ này á, thuộc trong A Tỳ Đàm. Sư sẽ nỗ lực giảng giải cho quý vị dễ hiểu nhất có thể. Thế nào được gọi là duyên? Duyên tức là sự tác động. Khi cái này tác động đến cái khác thì chúng ta gọi đó là duyên. Và cái duyên đầu tiên chính là nhân duyên, hetu paccaya. Nhân duyên có nghĩa là một cái pháp này tác động lên pháp khác bằng cách làm nhân. Tức là anh này tác động lên anh kia bằng cách làm nhân. Nghĩa là sao? Giống như chúng ta vừa mới học, các pháp thiện nó là nhân để diệt trừ các pháp bất thiện. Thì lúc bấy giờ đó, các pháp thiện nó chính là nhân duyên để diệt trừ các pháp bất thiện. Hoặc là bây giờ chúng ta bố thí, thì việc chúng ta bố thí nó là nhân duyên để diệt trừ sự bỏng sẻn. Hoặc là cái tâm bất hại nó là nhân duyên diệt trừ cái lòng não hại chúng sanh. Thật ra cái nhân duyên đầu tiên rất là dễ hiểu. Sư ráng nói làm sao mà quý vị sẽ thấy là 24 duyên hệ này đều dễ hiểu hết. Rồi cái thứ hai là cảnh duyên, aramana paccaya. Có nghĩa là nó tác động bằng cách là làm cảnh cho tâm nhận biết. Mà cảnh là gì? Cảnh là đối tượng bị tâm biết. Cái gì mà bị tâm biết thì cái đó gọi là cảnh. Nói nó hơi chuyên môn. Nói một cách bình dân là như thế này: cái gì là đối tượng cho tâm biết thì đó gọi là cảnh. Ví dụ như mắt nhìn thấy hình ảnh thì hình ảnh chính là cảnh của mắt, cảnh của tâm nhãn thức. Âm thanh
là đối tượng của tài, cho nên âm thanh là cảnh của tâm nhĩ thức. Tại vì chúng ta muốn biết cái gì, chúng ta đều cần có đối tượng để chúng ta nhận biết. Rồi, ví dụ cái ly, thì cái này nó là cảnh cho cái gì? Cảnh cho nhãn thức. Thì như vậy đó, nó tác động đến tâm của mình bằng cách làm đối tượng cho tâm nhận biết, thì chúng ta gọi đó là cảnh. Và ngay cả cái tâm của mình cũng vậy. Khi mà tâm của mình nóng giận, thì cái nóng giận đó, khi mình nhận biết sự nóng giận, thì lúc bấy giờ sự nóng giận là cảnh cho tâm nhận biết. Cho nên chúng ta gọi nó là cảnh. Và khi cái đối tượng đó, cái cảnh đó, đó nó tác động, thì chúng ta gọi nó là cảnh duyên. Tác động như thế nào? Ví dụ như chúng ta đang đi ở ngoài chợ, thì một cái sạp bán ví dụ như là bán quần áo đi, nó rao bán đồ đại hạ giá 10.000 một cái, thì cái âm thanh nó là cái cảnh duyên để cho chúng ta hướng tâm về cái quầy hàng đó. Và cái hình ảnh quần áo đại hạ giá, nó là cái cảnh duyên cho tâm tham sanh khởi. Mình muốn mua, hoặc là mình đi ra ngoài bãi giữ xe, mình lấy xe đi về. Khi mình đi ra ngoài, mình thấy sự biến mất của cái xe, thì rõ ràng cái sự biến mất đó, nó chính là cái cảnh duyên cho tâm sân. Đúng không? Lo lắng, chết rồi, mất xe rồi, cái xe ở đâu rồi? Thì cho nên đó chính là cảnh duyên, tức là đối tượng cho tâm nhận biết nó là cảnh duyên. Rồi cái thứ ba là trưởng duyên. Trưởng duyên thì nó tác động bằng cách làm cho tăng trưởng. Ví dụ như trai gái thương nhau, nhìn nhau thì càng nhìn nó càng đắm đuối. Rõ ràng càng nhìn thì cái tâm tham ái nó càng tăng trưởng. Tim bắt đầu đập loạn nhịp, nhưng mà đập vừa hay đập quá thì vô hỏi ý kiến bác sĩ. Thì chính vì cái việc mà nam nữ trai gái nó nhìn nhau, nó làm cho tâm tham tăng trưởng, thì cái trai gái đó nó chính là trưởng duyên để cho tâm tham tăng trưởng. Hoặc chúng ta gặp và một cái người mà mình ghét, mà cái người đó ngồi kế bên mình, mà mình vì cái lịch sự mình không đứng dậy, thì cái sự tiếp tục tồn tại của người đó làm cho mình càng lúc càng sân, càng lúc càng nóng giận. Thì cái anh đó, cái người con người đó, họ là trưởng duyên, làm cho tâm sân của mình tăng trưởng. Hoặc nói một cách nó đời thường hơn, chúng ta mua vé số, khi chúng ta trúng số, thì cái việc trúng số nó là trưởng duyên cho
tài sản của chúng ta tăng trưởng. Hoặc là khi hai người kết hôn với nhau thì cái sự kết hôn đó là trưởng duyên cho việc tăng dân số, sanh con. Rồi hoặc là chúng ta nấu bánh, chúng ta bỏ bột nở vào thì cái bột nở nó là trưởng duyên để cho cái bánh nó phát triển. Hoặc là cái lửa nó cũng là trưởng duyên để cho cái bánh chín. Đó chính là trưởng duyên. Tức là các pháp nó hỗ trợ cho một cái gì đó tăng trưởng thì chúng ta gọi đó là trưởng duyên. Dễ hiểu ha. Nhưng mà phải ghi lại, không ghi lại là sẽ quên, lần sau nhắc tới mình sẽ không biết nó là cái gì nha. Cho nên phải ghi lại. Rồi cái thứ ba là vô gián duyên. Anantara Pachaya. Vô gián duyên có nghĩa là tác động bằng cách không gián đoạn. Ví dụ như nồi cơm, để cho nó được sôi, để cho nó được chín, chín nồi cơm thì cái lửa nó không được gián đoạn, đúng không? Thì cái lửa đó chính là vô gián duyên. Rồi để cho chúng ta hít thở được thông suốt thì không khí không được gián đoạn. Thì cái sự không gián đoạn của không khí nó chính là vô gián duyên. Rồi để cho chúng ta có thể sống được thì trái tim của chúng ta đó nó không được ngừng đập. Nó mà ngừng đập là mình chết. Thì chính cái sự đập liên tục của trái tim đó, nó chính là vô gián duyên để cho chúng ta tiếp tục tồn tại ở kiếp này. Cho nên các pháp hỗ trợ cho một pháp khác bằng cách liên tục tồn tại không gián đoạn thì chúng ta gọi đó là vô gián duyên. Cái thứ năm, đẳng vô gián duyên Samanantara Pachaya, thì cái này nó cũng tương tự như vô gián duyên. Ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo có nói là khi Đức Thế Tôn Ngài giảng về cái vô gián duyên ấy, thì Ngài thêm cái này nữa để chư thiên họ hiểu sâu hơn về cái duyên hệ này. Cái thứ sáu là đồng sinh duyên Sahaja Tabachaya, có nghĩa là hỗ trợ nhau bằng cách đồng sinh, có nghĩa là có mặt cùng một lúc. Sư lấy ví dụ như sở dĩ chúng ta tồn tại được là nhờ có thân và tâm tồn tại cùng một lúc thì chúng ta mới sống được. Hoặc là sở dĩ chúng ta sanh ra là nhờ có cha và mẹ cùng tồn tại cùng một lúc. Chứ còn cha có mặt trước, mẹ có mặt sau thì chúng ta có mặt bằng cách gì? Đó. Hoặc là sở dĩ con mắt của chúng ta thấy được cảnh sắc là do chúng ta có được thần kinh thị giác, có được con mắt, có được cái tâm nhận thức, có được có cái cảnh, tức là cái hình ảnh, và có ánh sáng. Chỉ cần thiếu một trong những thứ này là chúng ta không thể thấy được.
Thí dụ như thiếu ánh sáng, tôi thui không thấy. Thiếu cảnh thì có cái gì đâu để thấy. Thiếu con mắt thì đương nhiên không thấy được. Thiếu thần kinh nhãn thức cũng không thấy được. Mà thiếu cái tâm nhận biết hình ảnh chúng ta cũng không thấy được. Cho nên để chúng ta thấy được một hình ảnh, tất cả những thứ này nó phải có mặt cùng một lúc, thì nó gọi là đồng sinh duyên. Rồi sở dĩ mà chúng ta được gọi là một con người hoàn chỉnh thì tất cả các bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó cũng cần phải có mặt cùng một lúc. Ví dụ như tay, chân, đầu, mình. Mình không thể nào nói thôi có cái đầu trước, có cái chân sau thì nó kỳ quá. Thì những thứ đó nó phải có mặt cùng một lúc, nó gọi là đồng sinh duyên. Hoặc là trong một cái hôn lễ thì cô dâu và chú rể phải có mặt cùng một lúc ở trên sân khấu thì hôn lễ đó mới có thể diễn ra được. Thì đó gọi là đồng sinh duyên. Hổ tương duyên, anh nhá manh nhá bắt cha giá, thì nó tác động qua lại với nhau. Ví dụ như sư và quý vị có sự tác động qua lại với nhau. Nhờ sự có mặt của sư mà quý vị mới học pháp được, mới nghe pháp được, mới có mặt ở đây để tham dự lớp kinh Trung Bộ. Mà nhờ có mặt quý vị cho nên sư mới đi đến đây để sư giảng dạy. Thì sự có mặt của sư và quý vị hỗ trợ lẫn nhau, tác động lẫn nhau thì chúng ta gọi là hổ tương duyên. Hoặc là mối quan hệ của tăng ni và cư sĩ. Tăng ni đối với cư sĩ là ruộng phước điền, là cái nguồn sanh phước đối với cư sĩ, là nơi truyền đạt lại những lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là sự tác động của các sư, của tăng ni đối với cư sĩ. Rồi tác động của cư sĩ đối với tăng ni là gì? Là hộ độ tăng ni, là giúp giữ gìn Phật pháp trường tồn. Thì như vậy đó, mối quan hệ của tăng ni và cư sĩ là mối quan hệ hổ tương lẫn nhau, thì đó gọi là hổ tương duyên. Cách đây không lâu, có cái anh nghệ sĩ, anh nói bây giờ đại loại là khán giả bây giờ láo quá, không thích thì dẹp, đừng có coi, coi chỉ coi rồi chửi, vừa coi vừa chửi, đại loại vậy. Thì người ta mới nảy ra những cuộc tranh cãi là rốt cuộc là ai làm ơn cho ai. Nhưng mà đó, họ không hiểu là cái mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và khán giả là mối quan hệ hổ tương duyên. Người này tác động qua người kia và người kia tác động qua người nọ, chứ mình không thể nào nói là một bên làm chủ được hết trơn. Thì đó chính là hổ tương duyên. Cái thứ 8 là y duyên, nissaya paccaya. Cái y duyên có nghĩa là tác động bằng cách làm nơi nương nhờ. Ví dụ như quý vị đứng được là nhờ vào đôi chân, thì cái đôi chân á, là y duyên của mình. Còn nếu như mình đứng không được, mình phải ngồi xe lăn, thì cái xe lăn đó là y duyên của mình. Rồi khi mà mình
bước lên trên thuyền để mình qua bờ bên kia, thì cái thuyền chính là y duyên của mình. Hễ cái gì nó tác động bằng cách làm chỗ nương tựa thì đó gọi là y duyên. Cũng tương tự như vậy, tại sao mà chúng ta có các tôn giáo? Không riêng gì Phật giáo mà các tôn giáo khác. Bởi vì tâm linh của chúng ta luôn luôn muốn có chỗ nương tựa, thì cái đối tượng nương tựa đó chính là y duyên của chúng ta. Nhờ có cái y duyên đó mà chúng ta mạnh mẽ hơn khi đối diện những nghịch cảnh. Biết bao người khi gặp những nghịch cảnh nhờ có nơi nương tựa tâm linh mà họ có thể vượt qua được. Thì cái nơi nương tựa đó chính là y duyên của họ. Còn chúng ta, nơi nương tựa là Tam Bảo. Rồi cái cận y duyên, Upanishaya Pachaya, cái cận y duyên á, thì nó cũng tương tự như cái y duyên, nhưng mà nó vững chắc hơn. Vững chắc hơn, ví dụ như mình nương tựa con cái, nương tựa vào cha mẹ thì nó vững chắc hơn là nương tựa vào xóm làng. Rõ ràng là mình sống thì mình cũng có nương tựa nơi xóm làng, hàng xóm láng giềng. Nhưng mà so với nó thì cái chuyện mà mình nương tựa cha mẹ của mình nó gần gũi hơn. Sư nhớ một anh, một cái chú bộ đội, chú kể trong cái thời chiến tranh, khi mà chú vượt rừng rồi đi đánh giặc, và nói thú thiệt là những cái chuyện gọi là giải phóng rồi tình yêu đất nước nó xa lắm. Có thì cũng có, thì đương nhiên ai cũng phải có lý tưởng, nhưng mà nó xa lắm. Cái họ quan tâm nhiều nhất, cái người đó quan tâm nhiều nhất chính là bà mẹ ở nhà, chính là vợ con ở nhà. Bởi vì họ biết là nếu như họ không đứng lên, họ không đứng dậy để họ bảo vệ, họ không cầm súng lên thì giặc nó sẽ tràn vào, rồi nó sẽ làm hại gia đình của mình. Cho nên phải nói là cái động lực của cái người lính mà chia sẻ lại, cái động lực để mà họ cầm súng là họ vì gia đình của họ. Còn cái chuyện lý tưởng thì nó cũng có, nhưng mà nó không bằng cái chuyện họ vì gia đình. Thì như vậy đó, cái chuyện mà họ nương nhờ vào lý tưởng thì nó là y duyên, nhưng mà cái chuyện mà họ nương tựa vào gia đình nó là cận y duyên, bởi vì nó gần gũi hơn. Rồi cái tiền sinh duyên, thì tiền sinh duyên có nghĩa là nó tác động bằng cách là nó sinh ra trước. Ví dụ như sở dĩ mà chúng ta có lớp học ở đây thì cái chánh điện này nó phải có mặt trước, chứ đâu có thần thông đâu mà nó có mặt cùng lúc với mình. Nó phải có mặt trước. Rồi cái chánh điện này nó muốn có mặt trước á, thì cái đất này nó phải có mặt trước, phải có giấy phép xây dựng. Cái giấy phép xây dựng đó phải có mặt trước. Rồi muốn có cái giấy phép xây dựng thì phải có miếng đất này trước, phải mua miếng đất này trước. Là phải có giấy chủ quyền đất trước. Thì như vậy đó,
cái giấy chủ quyền đất, nó chính là tiền sinh duyên cho cái giấy phép xây dựng cái chánh điện này. Rồi cái giấy phép xây dựng chánh điện này á, nó là tiền sinh duyên để có cái chánh điện này. Rồi cái chánh điện này á, nó là tiền sinh duyên cho cái lớp học này. Tiếp theo là cái hậu sinh duyên, Paccaya. Thì cái hậu sinh duyên á, nó tác động bằng cách nó sinh ra sau. Cái sinh ra sau thì nó hơi lạ ha. Bằng cách gì? Có rất nhiều người vì chuyện nói dối tông đường cho nên là mới phải lấy vợ lấy chồng theo ý của ba má. Thì cái chuyện mà ba má muốn ẵm cháu á, muốn nói dối tông đường, thì rõ ràng cái đứa cháu đó là hậu sinh duyên, mình chưa biết mặt mũi nó ra làm sao hết. Nhưng mà vì để có nó thành ra là mình phải lấy vợ lấy chồng. Hoặc là bởi vì mình muốn ngồi uống một cái tách cà phê cho nên là mình phải đi mua cà phê, rồi mình chạy, mình đi về nhà, hoặc mình đi đến một cái nơi nào đó mà mình thoải mái, rồi mình mới ngồi đó mình uống ly cà phê. Thì cái chuyện mà mình ngồi uống ly cà phê là nó có sau cái chuyện là mình đi mua cà phê. Thì cái chuyện mình đi mua, cho nên á, cái sự mà ngồi uống cà phê đó, nó là hậu sinh duyên cho cái chuyện là mình đi mua cà phê. Cho đến cái chuyện là mình tu tập, thì cái chuyện mà mình chấm dứt khổ nha, chấm dứt khổ bằng cách là mình sanh lên những cảnh giới an lạc cõi người cõi trời, chấm dứt khổ bằng cách là mình giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Thì để chấm dứt khổ đó, chúng ta phải học đạo nè, chúng ta phải làm phước nè, phải bố thí nè, rồi chúng ta phải hành thiền nè, phải làm tất cả các việc công đức. Thì có phải là cái chuyện chúng ta làm các việc công đức đó là nó nhằm mục đích giải thoát giác ngộ, hoặc nhằm mục đích thoát khổ? Thì cái sự thoát khổ nó là hậu sinh duyên. Chính bởi vì như vậy nó tác động làm cho chúng ta bây giờ phải ngồi đây học đạo, rồi hành thiền, rồi làm các việc công đức. Đó là hậu sinh duyên. Rồi tiếp là cái tập hành duyên, Asewanapaccaya. Cái tập hành duyên nó tác động bằng cách là lặp đi lặp lại. Ví dụ như để chúng ta thuần thục cái việc đánh đàn thì chúng ta phải tập đánh đàn từ ngày này qua ngày khác. Nó chắc chắn nó có khoảng giữa, đúng không? Nó có cái sự nghỉ ngơi. Nhưng mà mình vẫn phải lặp đi lặp lại cái việc là rèn luyện đánh đàn. Thì cái chuyện mà mình rèn luyện lặp đi lặp lại đó, nó là tập hành duyên cho việc chúng ta biết đánh đàn. Cái chuyện mà chúng ta học đạo cũng vậy. Chúng ta đi đến chùa, chúng ta học từ ngày này qua tháng khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì nó là tập hành duyên cho việc chúng ta có kiến thức giáo lý. Rồi cái việc mà chúng ta hành thiền thường xuyên, lặp đi lặp lại, nó là duyên, nó là tập hành duyên cho việc chúng ta thuần thục các đề mục thiền.
Và xa hơn nữa, nó là tập hành duyên cho sự chấm dứt phiền não. Tức là thể cái gì đó, nó tác động bằng cách lặp đi lặp lại thì nó là tập hành duyên. Rồi nghiệp duyên, Kammapaccaya. Nghiệp duyên thì nó tác động bằng cách tạo tác. Có nghĩa là sao? Cái chuyện mà chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nó sẽ là nghiệp duyên cho việc chúng ta đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái việc mà chúng ta bố thí thì nó là nghiệp duyên cho việc chúng ta giàu sang. Việc chúng ta không sát hại, bất hại, nó là nghiệp duyên cho việc chúng ta có tuổi thọ. Nói chung, tất cả các thiện pháp nó là nghiệp duyên cho việc chúng ta đạt được những điều mong mỏi, đặc biệt là đi về cõi người, cõi trời và thậm chí là cảnh giới Niết Bàn. Thì đó chính là nghiệp duyên. Sư đi nhanh, không biết là quý vị có theo kịp hay không. Kịp, tại vì sư thấy nó không có khó, chỉ là nó nhiều thôi. Nó nhiều thôi chứ khó thì sư giải thích cho quý vị không khó. Đương nhiên không khó ở đây là do mình chỉ cần hiểu về cái mặt bề ngoài, chứ còn mà đi chuyên sâu á, thì nó nhức đầu lắm. Cái bộ duyên hệ là cả một cuốn dày, chứ đâu phải dễ đâu. Khó thì cũng khó đó, nhưng hiểu một cách đơn giản thì chúng ta có thể hiểu được ha. Rồi cái quả duyên Vipakapaccaya thì nó tác động bằng cách nó làm quả cho nghiệp. Tức là bây giờ chúng ta sát sanh thì sau này chúng ta phải chịu cái quả báo là yểu thọ. Thì cái sự yểu thọ nó là quả duyên của cái việc chúng ta sát sanh. Hoặc là chúng ta bố thí, rồi sau này nó cho cái quả chúng ta giàu sang. Thì cái việc chúng ta giàu sang đó, nó chính là quả duyên cho việc chúng ta bố thí. Rồi cái việc mà chúng ta đi về cõi người, cõi trời và cảnh giới Niết Bàn, nó là quả duyên của việc chúng ta nỗ lực tu hành tinh tấn, có giới, có định, có tuệ. Thì đó chính là quả duyên Vipakapaccaya. Và 15 là vật thực duyên. Thì cái vật thực duyên này đó, nó tác động bằng cách là nó mang lại dưỡng tốt. Ví dụ như chúng ta ăn uống, thì chính bởi vì cái việc chúng ta ăn uống nó đem lại cái chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta, thì cái đồ ăn thức uống đó gọi là vật thực duyên. Nó còn nhiều lắm mà quý vị sẽ học kỹ hơn ở trong chánh kinh, khi mà Ngài Xá Lợi Phất nhắc về tứ thực. Còn bây giờ thì sư chỉ nói đơn giản. Hoặc là khi mà chúng ta suy tư, thì chính cái sự suy tư nó đem lại dưỡng tố, đem lại dưỡng tố cho dòng sanh tử. Mình suy tư về cõi dục, mình chìm đắm
trong cõi dục thì nó chính là chất dinh dưỡng cho việc chúng ta đầu thai về cõi dục. Còn khi chúng ta hành thiền, chúng ta chìm đắm suy tư trong cái cảnh của sắc giới thì nó là chất dinh dưỡng cho việc đầu thai vào cõi sắc giới. Cho nên đó gọi là vật thực duyên. Sư thì sư cứ lo là mình đi nó nhanh quá đó, quý vị sẽ bị bộ thực. Bởi vì về phải đọc 12 duyên khởi là mình phải thuộc lòng. Còn 24 duyên hệ quý vị không thuộc lòng cũng được. Nhưng mà cũng được ở đây tức là sư mình không cần phải đứng lên mình liệt kê 24 duyên hệ. Nhưng khi nhắc đến cái duyên nào là mình phải nắm cái duyên đó, cho nên là mình cũng phải ôn. Kiến thức thì nó hơi nhiều, nó cần có để làm nền tảng cho cái việc bắt đầu lớp cái bài kinh số 9. Rồi hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Cứ yên tâm là những cái sư dạy nè, tới giữa bài kinh thì chúng ta mới đụng tới. Nhưng mà sư để tránh cái chuyện mà mình bị gián đoạn, cho nên là sư dạy trước thôi. Cho nên là bữa sau nếu mà sư Đại Đức Tuệ Tường có dạy vô trong bài kinh luôn thì cũng không vấn đề gì, bởi vì mình chưa xài tới. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Thầm Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.